Ông cơ không chặt hả chị hai? Yeah.
cái chị hai hát đó. Ngọ cháy ngọ xin ngọ tình ngọc, ngọc cháy ngọc xin ngọc tình ngọ, ngọ cháy ngọ. Như tới phiên anh hai. Anh hát dở ạc hả? Đó, anh hát nãy hay lắm á. Tiếng Nhật á. Cú rối Hanabira Shizuka ni ichita Anmoito wakaranu koi yume Ore wa shitteru koi wa kanashi sa koi wa kurushi sa dakara dakara mo koi nan ka shitai kunai shitai kunai no sa. Không, cái đó đó của anh hai hát đó là nó nói chuyện gì anh hai kể luôn đi. Thì nói chuyện người yêu tôi đi đâu mà không có về, tôi thấy cành hoa hồng nó trở thành đen rồi mà chờ hoài không thấy. Yêu là cái đau khổ quá, yêu cực quá thì mất, từ đây sao không muốn yêu ai nữa. Rồi còn chị hai, cái bài chị hai là sao? Con ngỗng hay là con vịt hay là con ngỗng? Vậy thôi à.